Suy niệm Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Người ta sống để yêu nhau Ở Việt Nam gần đây đã xuất hiện những lạc giáo gây nên những thị phi, những drama ồn ào trong giáo hội Việt Nam Dấu chỉ của lạc giáo theo như cha Matthew Nguyễn Khắc Hy là tự cho mình là trung gian với Chúa Cha để rồi loại bỏ vai trò trung gian duy nhất của Chúa Giêsu. Họ không văn phục quyền bính của giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập. Điểm mấu chốt là họ không tạo nên sự hiệp nhất yêu thương mà gây nên những hoài nghi, chia rẽ, kết án chính những bề trên của mình. Cụ thể như nhóm sứ điệp từ trời, luôn phát tán về thời kỳ cánh chung đã tới để hù dọa con người về một cuộc thanh trừng ghê sợ từ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Họ cho rằng hàng giáo sĩ đã không còn thực thi sứ mạng nên cần phải thay đổi mọi sự. Thực chất để bán gạo và đèn nến tích trữ kẻo tối nhiều ngày đêm. Nhóm trừ quỷ bảo lộc thì dùng những video để đánh bóng vai trò trung gian với Chúa Cha của mình qua các phép lạ do ma quỷ ban cho. Vì thực chất ma quỷ có thể làm được phép lạ theo ý con người. Có những video còn cho rằng số người xuống hở ngục hay ở luyện tội lâu năm có rất nhiều giáp mục lên mục để rồi cười đùa trên sự thánh thiện của giáo hội do Chúa Giêsu sáng lập Cha Tường Vĩnh Long thì dừng lại ở sách Sáng Thế Ký cho rằng chỉ ăn cây cỏ có hạt giống và dùng tư tưởng Phật giáo để phổ biến quan điểm ăn chay của mình và loại trừ các thức ăn mà thời Chúa Giêsu và các tông đồ vẫn dùng. Nhóm Chúa Trời Cha, Mẹ là nhóm xàm do một số cá nhân không việc làm Họ nhân danh tôn giáo để trục lợi kiểu như hàng đa cấp, luôn lần la các quán cà phê để chia sẻ lời Chúa và sau đó thu tiền cho Chúa Cha thực chất để tích vốn tiếp tục lừa đảo người khác và trục lợi cho bản thân. Chung chung của các nhóm này là gây chia sẻ và tuyên truyền về những drama do họ theo dệt, không có nói cho có, có ít nói cho nhiều để thể nào người nhẹ dạ tin theo họ và rời xa giáo hội. Họ không dựa vào lời phúc ông do Chúa Giêsu rao giảng, mà dựa vào suy diễn của họ với hình thức tự cho mình được Chúa Cha mặc khải. Chúa Giêsu -xu khi xuống thế làm người đã thiết lập một vương quốc tình yêu, yêu Chúa, yêu người như Thánh Gioan đã viết. Anh em thân mến, chúng ta yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ chương 4 câu 8. Người tín hữu được sinh ra trong tình yêu của Chúa và còn phải sống tình yêu ấy mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Vương quốc tình yêu ấy sẽ trọng hảo trong ngày kính chung. Ngày kính chung Thiên Chúa sẽ phán xét và loại trừ những ai sống thiếu tình yêu. Trong vương quốc của Chúa thì chỉ những ai biết sống yêu thương, sống phục vụ và quảng đại mới xứng đáng là thần dân của Chúa. Vì Chúa đã nói, bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần doanh nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ vì xưa ta đói các ngươi cho ăn ta khát các ngươi đã cho uống ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước ta mình trần các ngươi đã cho mặt ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm ta bị tù đày các ngươi đã đến với ta thật vậy trong ngày phán xét chúa không hỏi về bằng cấp của chúng ta cao hay thấp Chúa phán xét theo tinh thần bác ái mà chúng ta đã dành cho tha nhân. Công hay tội, tùy thuộc vào lòng bác ái chúng ta có hay không trong những lời nói và việc làm của mình. Chúa đã từng chia trách thái độ vô cảm của những biệt phái và của những thầy tư tế khi để mặt người bị nạn trên đường đến Jericho. Chúa cũng từng dùng vũ ngôn để răn dạy thái độ dẫn dưng trước bất hạnh của đồng loại qua dụ ngôn người phú hộ và Lazaro. Chúa cũng sẽ luận tội nếu chúng ta cũng thiếu trách nhiệm và sống thiếu tình điên đới qua đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu là vua nhưng Ngài đã cúi mình phục vụ tha nhân. Ngài tự hòa nhập với con người, Ngài đồng hành với con người, Ngài chia sẻ phận người nổi trôi với con người Ngài đã đến để phục vụ và hiến mạng sống vì hạnh phúc tha nhân. Ngài cần mời gọi chúng ta, ai muốn làm lớn hãy cúi mình phục vụ anh em. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết sống yêu thương như lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm làm chứng cho tình yêu bất diệt của Chúa, là dám thí mạng sống mình vì người mình yêu và biết yêu thương tha nhân như chính mình. AMEN bài của linh mục joseph tạ duy tuyền